Sáng nay, một chiếc xe đầu kéo trong lúc chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ tông bật gốc cây xanh, lật ngang xuống mương nước sâu. Tài xế được người dân kịp thời giải cứu ra khỏi cabin ngập nước nên may mắn thoát nạn. Phần đầu xe gần như ngập chìm trong nước. Nhiều người dân ngang qua phát hiện chạy đến ứng cứu, đưa tài xế ra ngoài nên may mắn thoát nạn. Bước đầu chia sẻ với những người cứu mình ra khỏi cabin, tài xế cho biết do phải liên tục lái xe những ngày qua nên mất ngủ.